Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay ngày 2 tháng 9 kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sáng nay tại quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra lễ meeting trọng thể kỷ niệm ngày trọng đại của dân tộc. Phát biểu tại lễ meeting, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã điểm lại những thành tựu to lớn của dân tộc trong suốt 70 năm qua, đồng thời nêu bật được những khó khăn, thách thức mà Việt Nam phải nỗ lực vượt qua trong thời gian tới. Ngay sau lễ meeting là lễ diễu binh diễu hành. Khoảng 30.000 người đại diện cho các lực lượng vũ trang nhân dân, các lực lượng quần chúng nhân dân, đại diện các thành phần lực lượng trong xã hội, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân đã trực tiếp tham gia diễu binh diễu hành. Ngày 31 tháng 8 tại Warsaw, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ba Lan. Đại sứ Phạm Kiến Thiết đã điểm lại những nét cơ bản trong quá trình phát triển của Việt Nam trong suốt 70 năm qua. Thay mặt nhà nước Việt Nam, đại sứ cảm ơn chính phủ và nhân dân Ba Lan đã giúp đỡ cho nhân dân Việt Nam trong thời gian qua. Chúc quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia ngày càng phát triển. Ông Jerry Rogelik, Phó Chủ tịch Quốc hội Ba Lan chúc Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tích, phát triển kinh tế xã hội và tình hữu nghị Việt Nam-Ba Lan cũng ngày càng phát triển bền vững. Còn vào tối ngày 1 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Việt Nam. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ông Hô Nam Hông đã chúc mừng thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong 70 năm qua. Ông nhấn mạnh, hai dân tộc Campuchia và Việt Nam đã có truyền thống lâu đời cùng nhau sát cánh đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành lại độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Ngày nay, quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước không ngừng được vun đắp và ngày càng phát triển về mọi mặt. Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư và cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Sứ quán, Hội người Việt Nam, Hội người Campuchia gốc Việt Nam, các doanh nhân Việt Nam đã đến viếng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. Nhân dịp tham dự hội nghị các chủ tịch quốc hội trên thế giới lần thứ tư tại New York, Hoa Kỳ, sáng 1 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Dimitrios Papadimoulis. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực, nhất là ứng phó với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, di cư, năng lượng. Mong muốn Nghị viện châu Âu tích cực hỗ trợ Việt Nam trong hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Khung Đối tác và Hợp tác Toàn diện PCA với Việt Nam. Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Dimitrios Papadimoulis cho rằng, quan hệ giữa EU và Quốc hội Việt Nam thời gian qua luôn được duy trì và quan tâm. Tiếp tục với phần tin quốc tế, các đảng chính trị của Singapore hôm qua đã chính thức bước vào chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 10 ngày nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Tổng cộng có 179 ứng cử viên đến từ 9 đảng chính trị và 2 ứng viên tự do nộp đơn tranh cử 89 ghế nghị sĩ Quốc hội Singapore trong đợt tổng tuyển cử năm nay. Đây là số lượng ứng viên và ghế quốc hội lớn nhất trong lịch sử của Singapore. Trên toàn quốc, Singapore có 29 khu vực bầu cử, trong đó có 13 khu vực bầu cử đơn, tức là tại đó cử tri chỉ chọn ra một đại biểu đại diện cho khu vực bầu cử của mình. Bên cạnh đó là 16 khu vực bầu cử mà mỗi khu vực có 5-6 đại diện được bầu ra. Cuộc điều tra vụ đánh bom tại đền Erawan, trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan đã có những tiến triển mới khi mà ngày 31 tháng 8, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã thông báo đã bắt được nghi phạm thứ hai tại một trạm kiểm soát ở biên giới với Campuchia. Ông cho biết, đối tượng nói trên bị bắt khi đang tìm cách vượt qua cửa khẩu Panparay thuộc tỉnh Sakeo, miền đông Thái Lan. Ông Chan-o-cha miêu tả người này là một nghi phạm chính và không phải là công dân Thái Lan. Đây là đối tượng người nước ngoài thứ hai bị bắt liên quan tới vụ đánh bom gần nửa tháng trước tại đền Erawan, khiến 20 người thiệt mạng. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực đồng tiền Trung châu Âu Eurozone đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm rưỡi qua. Điều này dấy lên hy vọng nền kinh tế khu vực sẽ phục hồi. Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu công bố ngày hôm qua, tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực đã giảm xuống 10,9% trong tháng 7. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2012, tỷ lệ thất nghiệp trong khối gồm 19 quốc gia thành viên này giảm xuống dưới 11%. Nền kinh tế đầu tàu Đức có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất với 4,7%. Việc tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh làm tăng thêm hy vọng rằng khối đồng tiền chung châu Âu Eurozone đang dần thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ kéo dài nhiều năm qua.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh lúc 10 giờ sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin thời sự tiếp theo.